Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa chi hơn 50 tỷ đồng để sở hữu cùng lúc 3 chiếc xe. Đẳng cấp mua xe như mua rau là đây chứ còn đâu nữa. Ghê chưa? Đầu tiên là chiếc Aston Martin DB707 siêu SUV nhanh nhất thế giới hiện nay. Ngoại thất xe sở hữu màu sơn xanh nhám, vốn là một trong 4 tông màu thường xuất hiện trong gara của ông. Theo mình được biết, đây là chiếc DB707 thứ 3 tại Việt Nam và được nhập khẩu chính hãng. Mẫu xe này có giá bán khởi điểm tại Việt Nam vào khoảng 22 tỷ đồng. Trước đó vào cuối năm ngoái, ông cũng đã tàu về một chiếc tương tự với ngoại thất màu đen nhám, cung cấp sức mạnh cho Aston Martin DB707 là khối động cơ V8, dung tích 4 lít tăng áp kép, công suất 697 mã lực và 900 Nm momen xoắn, tốc độ tối đa đạt mức 310 km/h. Tiếp theo là chiếc Ferrari 488 GTB màu trắng. Trước đó thì ông cũng đã từng sở hữu một chiếc tương tự với ngoại thất màu đỏ nhưng đã bán. Ngoài ra, ông còn sở hữu thêm một chiếc Ferrari 488 Pista Spider, vốn là phiên bản hiệu năng cao của dòng xe này. Hiện nay, giá trị của những chiếc Ferrari 488 GTB trên thị trường xe cũ dao động vào khoảng từ 9 đến 11 tỷ đồng. Sẽ được trang bị khối động cơ V8, dung tích 3,9 lít tăng áp kép, sản sinh công suất lên đến 661 mã lực và 760 Nm momen xoắn, tốc độ tối đa đạt mức 330 km/h. Cuối cùng là Aston Martin DB11. Đáng chú ý, chiếc xe này về cùng thời điểm với chiếc Aston Martin V8 Vantage F1 Edition cũng đang thuộc sở hữu của ông. Cả hai chiếc đã được nhập khẩu chính hãng. Mẫu xe này có giá bán khởi điểm tại Việt Nam vào khoảng 16 tỷ đồng. Ngoài chiếc xe này, ông cũng đang sở hữu một chiếc tương tự với ngoại thất màu trắng. Aston Martin DB11 được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4 lít tăng áp kép do Mercedes AMG cung cấp, sản sinh công suất lên đến 528 mã lực và 675 Nm momen xoắn, tốc độ tối đa đạt mức 300 km/h. Và mình là Xuân siêu xe, siêu về xe.